Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hòa Sáng TV. Và trong video này em lại tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc của anh Tuấn Xà Lan. Và như tất cả chúng ta cũng đã biết là hiện nay rất nhiều những cái bằng chứng đã tiếp tục được phanh phui. Và ngày hôm nay có một thông tin chấn động. Đó, có nghĩa là có người báo là trong vụ anh Tuấn này này là dì Năm là người đã gói ghém và lo cái việc này. Đó là để tạo nên cái hiện trường giả và có những cái lời nói để đính chính với chúng ta về cái việc là anh Tuấn đã cứu chị Hà lúc mà 12 giờ trưa nhảy xuống sông. Và kịch bản này theo cái người tiết lộ đó cũng là do dì Năm. Còn dì 10 với Dượng 10 là cái người được lợi là tài sản có được khi chị Hà mất. Đầu tiên là cái tiền chúng ta không nói đến nha, còn nói đến cái việc là chạy xà lan. Thứ nhất là cái doanh thu kiếm được từ cái nguồn tiền xà lan đó đã là một số tiền rất là lớn rồi. Đó, và thêm một cái tiết lộ động trời nữa là bây giờ ấy là họ đang theo dõi, đó chính là mẫu hậu. Bởi vì đây có thể là con át chủ bài. Đúng không quý vị? Bởi vì em nói mọi người là tại sao tất cả chúng ta đã quên đi mẫu hậu này từ những cái ngày đầu tiên, mà trong khi đó mẫu hậu này có trên xà lan từ những cái ngày đầu tiên mà dì Năm được báo. Mà chúng ta hãy đừng có phân tích theo chiều hướng là ở đây là dì Năm được điện thoại của anh Tuấn là báo 12 giờ trưa, là không phải. Mà anh Tuấn đã âm thầm gọi tất cả dòng họ lên, mà em nghe đâu có tận 11 người cơ. Đó là lên chiếc xà lan nói vào lúc buổi đêm. Vậy thì em hỏi mọi người là cái mẫu hậu của anh Tuấn sẽ giữ vai trò như thế nào trong vụ chị Hà này? Và có người nhìn thấy là cầm ba ly về ban đêm đó có hay không? Đó, tại sao mẹ của anh Tuấn này lại không dám đến thắp nhang cho chị Hà, mà trong cái tang lễ của chị Hà đó có mẹ của anh Tuấn xuất hiện nhưng mà chỉ nắm tay dì Năm kéo đi về thôi? Đó thì có hay không cái việc là đúng? Bởi vì chúng ta đã biết là theo những cái lời nói của anh Tuấn là được quay trực tiếp tại hiện trường khi mà chị Hà được nổi lên, thì dì Năm đã gọi cho anh Tuấn. Anh Tuấn nói luôn là dì 10 đã báo rồi, Dượng 10 báo tin rồi. Và ở đây là cái ngày hôm đó, đúng không? Thì anh Tuấn đã đi cạo đầu. Em hỏi mọi người là anh Tuấn cạo đầu khi mà chị Hà rơi xuống sông thì mọi người đang rất là thắc mắc. Anh Tuấn anh nói là anh nóng quá anh cạo đầu thôi. Nhưng mà theo cái phân tích nhận định thì anh Tuấn là anh cảm thấy rằng là sai trái, hối lỗi nên là phải cạo đầu. Đó, quý vị có thấy một điều lạ không? Chị Hà rơi xuống sông, tự nhiên anh Tuấn cạo đầu chọc lóc à? Ủa, lý do gì vậy? Chứ đừng nói là nóng quá mà cạo đầu nha. Hay là cảm thấy là ở đây là có lỗi quá nên đi cạo tóc, cạo đầu. Đó, và em nói mọi người ở đây là tại sao trong vụ việc này lại liên quan đến nhiều người như vậy. Và cũng mọi người cũng thông báo luôn là cái lý do vì sao cái vụ việc này là vẫn còn chưa xử lý. Bởi vì là công an họ mời những cái người đó lên lấy lời khai, lấy những cái việc ở đây là có thể đó là chắc chắn là phải có chứ quý vị. Bởi vì khi mà vào cuộc điều tra thì phải lấy lời khai chứ. Nhưng mà trong vài ngày hôm nay này, đó, nghe đâu là cũng gọi là tiếp tục được truyền nước nhập viện để gọi là để theo dõi diễn biến của vụ việc. Có thể là cái quân át chủ bài vẫn chưa có sơ hở. Và cũng nghe đâu ở đây là trước nay dì Năm ấy cũng có cái vụ để bẫy chuột đó dì Năm. Dì Năm còn nhớ không? Dì Năm có nhớ cái vụ bẫy chuột không? Vậy mà dì Năm cũng làm cho nó im luôn. Đúng không? Thế là vụ này dì Năm là ăn quen. Dì Năm nó để cho dì Năm lo cho vụ này. Nên là em nói mọi người là tại sao em lại có cái sự đây là nghi ngờ dì Năm? Bởi vì đúng cái hôm mà đám tang của chị Hà, dì Năm đã chính thức tìm đến camera. Mà không phải đúng ra là camera sẽ phải đi tìm người thân để quay để phỏng vấn. Nhưng dì Năm đã tự tìm đến camera để trả lời tôi là dì Năm của thằng Tuấn này này. Tôi là cái người nhận được cuộc gọi đầu tiên của thằng Tuấn này. Thì đó, cái thông tin nó mới bắt đầu từ đó. Vậy thì chứng tỏ là dì Năm là cái người biết rất rõ trong vụ việc này. Dượng 10 là cái người biết vị trí rơi ở đâu. Đó, thì em có nhận được một cái thông tin là cái trong cái vụ việc của chị Hà này không phải là chỉ có riêng cái bình, không phải chỉ có riêng cái lắp máy, mà nó còn rất nhiều thứ đã neo ở dưới đó. Bởi vì em nói mọi người ở đây là hai cái lốp xe cũng bất tích, cũng có thể liên quan luôn. Rồi là hai cái bình ắc quy, thêm cái lắp máy dài cả mét, đúng không? Và em nói mọi người là cái thi thể mà nằm ở dưới sông 12 ngày, một khi mà gặp ghe cào bóc phải mới nổi lên, thì chắc chắn là không thể nào mà tự dưng mà nhảy xuống sông mà chìm được rồi. Thì theo cái lời đính chính của dì 10 có nói là hôm đấy xui làm sao
mà 12 giờ là người ta đi ngủ hết trơn rồi, không có chiếc ghe cào xà lan nào ở đó hết. Rồi hỏi anh Tuấn đấy, đó anh Tuấn cũng nói là hôm đấy là không có chiếc xà lan là ghe cào nào qua cả tiếng đồng hồ, nó vắng tanh à. Đó thì em nói mọi người là nếu như cái sự việc xảy ra vào ban đêm, nhưng mà sao gia đình của anh lại phải nói với người ta là ban ngày? Vậy là chứng tỏ anh đã phải làm cái gì đó với cái thi thể của chị Hà, thì anh mới sợ là người ta nói ban đêm như vậy, đúng không? Và bây giờ chúng ta đang quan tâm nhất là anh Tuấn là có thể là đã ra tay ở đấy, nhưng mà ai là cái người đã tạo dựng kịch bản mà ban ngày với ban đêm này? Bởi vì là cái lúc mà anh Tuấn đã gọi gia đình lên ấy, thì bắt buộc phải có cuộc họp kín, đúng không? Là bây giờ giải quyết như thế nào, bây giờ nếu như mà phi tang ấy, thì tài sản thuộc về ai? Em nói mọi người là trong tài sản, trong két sắt của chị Hà ít nhất phải có 3 đến 5 tỷ trong két sắt của chị Hà ấy. Vậy là em hỏi mọi người tiền đó bây giờ đang ở đâu? Đó. Và dì Năm và dì Mười là cái người mà đã chứng kiến trong vụ việc này, đó, góp ý cho anh Tuấn trong vụ việc này. Vậy thì anh Tuấn này đã trả bao nhiêu tiền cho dì Năm với dì Mười để có thể là viết ra kịch bản của vụ việc này, đúng không? Và khi cái nguồn tin cập nhật về là ở đây là anh Tuấn ấy là có cãi nhau với vợ từ buổi sáng ngày hôm mùng 5. Đó. Và cãi nhau từ trên bờ cái xuống đến kho cám. Và cãi nhau xuống kho cám đến lúc vào lúc 6 7 giờ tối. Vẫn cãi nhau, là có thể đó là chị Hà đã ra đi vào ngày mùng 5 rồi. Nhưng mà đến tối ngày hôm đó thì gia đình chị Hà là có mặt ở trên xà lan đó, và cái lúc mà gia đình có trên xà lan là lúc đó đã tạo hiện trường giả rồi. Đó, bởi vì em nói mọi người là lúc đó công an đến rồi mà, công an đến từ lúc 12 đêm mà. Thì lúc đó chị Hà phải qua đời trước 12 giờ đêm. Vì lúc đó là em nghĩ là phải tầm 6 7 giờ tối thôi. Rồi gia đình chị Hà rồi tất cả mọi người đã sắp xếp ở đây hết trước rồi. Và sau đó mới báo công an. Đó. Còn cái việc em nói mọi người là cái chặt dây xuồng ấy, một là có thể là cái xuồng nhỏ đó là mọi người ở đây là gia đình anh Tuấn là khiêng vứt cái xác lên trên đó để chặt nó rớt xuống dưới kia. Đó, nên là mấy anh Tuấn mới có chặt cái y mà cái nó rơi xuống, chặt cái đùng nó rơi xuống thì có thể trong đó có vật gì đó rất là nặng. Đó, có thể là cái xác rồi cái này kia là neo bằng cái dây đó. Chứ em nói mọi người là không thể nào mà anh Tuấn này tả đi bơi đi kiếm rồi này kia là không có đâu. Hoàn toàn những việc gì Năm nói là không có sự thật. Không có cái việc là anh Tuấn anh bơi đi anh kiếm chị Hà. Không có việc là anh thò tay anh nắm. Không có cái việc là bơi xuồng ra. Mà tất cả đấy chỉ là cái màn kịch mà giả tạo. Bây giờ mà anh Tuấn anh tả làm sao được? Anh dựng lại hiện trường được cái cảnh chặt dây xuồng không? Anh bơi kiểu gì ra đấy? Rồi anh gọi cho gì Năm kiểu gì mà 5 phút? Đó thì tất cả chúng ta hiện tại là đây là rất là bức xúc trong vụ việc này, là rất là mong vụ việc sẽ sáng tỏ. Bởi vì anh Tuấn anh đã có những cái lời nói ban đầu. Ủa nó già, chẳng lẽ nó già dính sao ta? Nó nổi thì nổi chứ có gì đâu. Đó, thì những cái lời nói đó thì chúng ta đã thấy rằng nó có điều bất thường rồi. Và dì Mười, Dượng Mười là cái người biết rất rõ vị trí là chìm của chị Hà. Vậy thì em hỏi mọi người là có hay không cái lúc chìm đó là chính là có sự tiếp tay của Dượng Mười với dì Mười, nên là mới biết cái chỗ chìm, đúng không? Anh Tuấn anh ấy đó là Dượng Mười nói nổi ngay chỗ chìm, nó nổi ngay xà lan mình á. Em nói mọi người là có cái vụ việc nào mà 12 ngày mới nổi lên mà nó nổi lên đúng chỗ chìm không? Đâu phải là cái ao. Ví dụ như đấy là một cái ao, cái lòng hồ nước đứng thì nó sẽ chìm rơi ở đâu? Chìm ở đó. Nhưng mà đây là cái dòng sông. Mà cái dòng sông thì khi cái xác nổi lên có 1 phút, 2 phút à, trôi đi cả cây số. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự việc nó không phải như anh Tuấn nói. Nên em nói mọi người rằng là trong vụ việc này tất cả chúng ta đều rất bức xúc và đã rất mong muốn rằng ở đây là tại sao cái vụ việc của nó lại lâu xử lý như vậy. Thì em cũng thông báo với tất cả mọi người rồi, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng liên quan đến rất nhiều người. Bởi vì anh Tuấn có nói là lúc đó kêu cả dòng họ lên trên đó, bên gia đình của chị Hà cũng nói là 3 giờ chiều mới biết thông tin này. Và khi biết thông tin ấy, ở đây là không phải anh Tuấn thông báo mà công an của huyện thông báo cho với gia đình của chị Hà là chị Hà đã rơi xuống sông. Thì em nói mọi người là anh Tuấn vì lý do là gì đó mà anh Tuấn không dám gọi cho ai bên ngoài mà kêu cả dòng họ nổi lên cái sắt để phá. Và anh Tuấn nói là chỉ còn có 13 triệu. Em tin rằng là cái số tiền mà chia nhau á, trả nợ này kia hết rồi, là dư 13 triệu, đấy là cái tiền đó là chỉ là tiền để ăn uống thôi, chứ không phải là tiền trong két sắt đâu. Nhưng mà em không hiểu vì lý do vì sao là anh Tuấn với dì Năm dì Mười cao tay lắm, cao tay lắm mà sao vẫn để lộ cái kiểu là ít tiền trong két sắt quá ta, đúng không? Bởi vì em nói mọi người rồi là chị Hà cũng sẽ rất linh thiêng, cũng sẽ khiến để cho vụ việc nó sáng tỏ thế à. Đó, em nói mọi người là ở đây là tại sao mà gia đình của họ lại phải phá két sắt mà cưa két sắt ra. Anh Tuấn lại nói là lúc đó đi báo công an. Đó thì em hỏi mọi người ở đây là cứ cưa két sắt là cưa lúc nào, ai nhìn thấy, có bằng chứng không, trong đấy có bao nhiêu tiền? Không có ai nhìn thấy. Một cái sự việc mà chị Hà nhảy sông không một ai nhìn thấy, két sắt cưa ra không ai nhìn thấy,
15 phút đi tìm bơi chị Hà không ai nhìn thấy. 12 giờ trưa không có chiếc xuồng chiếc ghe nào chạy qua, một tiếng đồng hồ. Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra sao kỳ vậy? Đúng không? Tất cả những lời nói của anh Tuấn này nó đều không đúng sự thật. Và dì Năm thì đã nói, dì Mười cũng đã nói. Dì Mười đã nói sao? 12 giờ người ta đã ngủ mất tiêu rồi. Nó xui rủi làm sao mà lúc đó không có chiếc xe, cái xà lan nào chạy qua. Vậy thì ở đây em nói mọi người đây là cái vụ việc này thì nó đã quá rõ ràng rồi, đúng không? Chị Hà là qua đời ngày mùng 5, từ tối ngày hôm trước. Và đến ngày mùng 6 là lúc đó dì Mười mới nói nó qua đời ngày đầu tiên, chết đầu tiên là ngày mùng 6, lúc 6 giờ à 12 giờ trưa. Đó, thì chính những cái lời nói ê a của dì Mười đó là cho chúng ta thấy được là ở đây vụ việc của chị Hà này đã xảy ra từ ngày mùng 5. Và mùng 6 là lúc đó hiện trường đã xong hết. Lúc đó thì bắt đầu mới thông báo cho người nhà của chị Hà. Thì em nói mọi người là đấy là một cái sự việc chúng ta thấy là nó đã quá dễ dàng, nó đã quá là rõ ràng. Và bây giờ chúng ta chỉ còn đợi rằng là cái con át chủ bài là ai, và dì Năm, dì Mười có phải là cái người tạo kịch bản hay không. Rồi Dượng Mười với dì Mười tại sao lúc từ lúc chị Hà đến giờ, qua đời đến giờ là dì với Dượng sao cứ đi trên xà lan hay Tuấn biết vậy? Có lợi gì cho nó hay không? Hay là đang chia tiền cho trên đó? Đúng không? Nên là em cũng nói với tất cả mọi người là cái thông tin được lộ lọt ra là dì Năm là cái người đã nghĩ ra kịch bản này để gọi là nói mọi người là nói theo, mốc thời gian đấy, buổi trưa để nói cho người ta đỡ nghi ngờ. Nhưng mà anh Tuấn với dì Mười lỡ khai rồi làm sao bây giờ? Dì Mười lỡ nói là 12 giờ lúc đó là người ta đi ngủ mất tiêu rồi. Anh Tuấn nói lúc đó là không có chiếc ghe nào chạy qua, một tiếng đồng hồ. Vậy thì em nói mọi người là đây không phải là một cái gọi là sự việc là nhảy sông, mà đây là cái vụ việc này là vụ việc chị Hà bị neo dưới dòng sông 12 ngày khi ghe cào mắc phải mới nổi lên. Là tất cả chúng ta đều mong muốn là phải tìm ra sự thật. Anh Tuấn anh thách đấu 5 tỷ ghê lắm mà. Lúc chị Hà mất anh còn có 200 ngàn à. Nhưng mà không hiểu sao khi mà phá kết sắt xong anh Tuấn có 10 tỷ trong người, vàng vòng đầy. Đó thì em nói mọi người đây là chưa chắc là anh Tuấn đã sử dụng hết tiền đó đâu, mà đã chia cho vài người để cùng che giấu rồi. Và những cái người đó là ai? Và ở đây có liên quan đến Mẫu Hậu hay không? Mẫu Hậu là một nhân tố bí ẩn em đó rồi. Mẫu Hậu không hề bình thường đâu, không hề đơn giản đâu. Đó, cũng nham hiểm lắm á. Bởi vì khi mà nghe tin con dâu mất cái đến léng phéng lên xà lan luôn. Và khi mà phá cái xác xong cầm ngay ba ly về mà không biết trong đó có gì. Rồi khi mà đến ngày người ta thắp nhang tang lễ cho con dâu mình thì mình đấy mình thắp một nén nhang đi, không đến kéo ngay bà Năm về sợ lộ. Bởi vì bà Năm thông báo hết rồi. Đó, tôi hỏi anh Tuấn là Tuấn nói là có gọi báo hay không? Anh Tuấn nói là la làng không ai nghe. Ủa chứ 12 giờ đêm mà ai nghe? Mà anh Tuấn có la đâu. Đúng không? Nên em nói mọi người là sự việc cái chắc chắn sẽ được sáng tỏ. Quý vị khán giả tiếp tục góp ý bên dưới video này và em sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để cung cấp cho tất cả mọi người. Video này xin phép dừng ở đây. Chào mọi người nha.